Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video clip cách nhớ từ vựng siêu cấp. Làm thế nào để nhớ nhanh được các từ vựng này bây giờ, đúng không nào? Hôm nay chúng ta học gì đây? Học từ cách nhớ từ mùng 1 đến mùng 10. Bởi vì từ mùng 1 đến mùng 10 trong tiếng Nhật là có cách nhớ đặc biệt, phải không nào? Vậy thì làm thế nào để nhớ được? Nhiều bạn rất là đau đầu đúng không? Toàn quên thôi, học xong lại quên. Thế thì sẽ em nhớ với. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau học thông qua các hình ảnh tưởng tượng, được chưa nào? Nhưng mà trước tiên chúng ta cùng nhau ôn lại từ mùng 1 đến mùng 10 đã nhá. Ok, xong thì chúng ta sẽ học cách nhớ sau. Hay, mùng 1 Tsuitachi. Tsuitachi. Đúng rồi. Mùng 2 Futsuka. Đúng rồi, Futsuka. Mùng 3 Mika. Mùng 4 Yoka. Được chưa nào? Mùng 5 Itsuka. Được chưa? Mùng 6 Muika. Mùng 7 Nanoka. Mùng 8 Yoka. Mùng 9 Kokonoka. Mùng 10 Toka. Được chưa nào? Toka. Hay, vậy thì ngọc yên cách nhớ thôi. Đấy nào, mình sẽ dạy nhá. Hay, các bạn nhìn hình ảnh đây. Đây là ai đấy? Mickey đúng không? Mickey chửi vì Donald đúng không? Và Donald tức quá, nói là Mickey. Mickey đúng không? Mickey. Thì đây, hư chưa hả? Đúng không? Gì nữa? Mày chửi ta chi. Tức là gì à? Mày chửi ta cái gì đấy? Chi là cái gì đúng không? Hay, Mickey, hư chưa hả? Mày chửi ta chi. Vậy là chúng ta đã nhớ được 3 mùng rồi đúng không? Ba hôm nữa mùng 1. Mùng 1 là Tsuitachi nè. Tsuitachi. Được chưa nào? Tsuitachi đấy nhé. Hay. Mùng 1 sẽ là Tsuitachi thì sẽ là Tsuitachi đấy nhé. Tsuitachi. Đấy nhá. Tsuitachi bằng Tsuitachi. Được chưa nào? Hư chưa hả? Hư chưa hả nào? Hư chưa cả. Đúng không? Hư chưa hả? Hư này thì bằng hư đấy. Hư. Hư chưa hả? Tsu. Hà thì là cả đấy nhé, hư chưa cả, đấy chứ nào, hư chưa cả. Và mùng 1 sẽ là Mickey sẽ là Mick cả đấy nhé, Mick thay chữ y mình chữ a đấy nhé, Mick cả, được chưa? Ok, vậy là nhớ xong rồi nhá. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi đúng không? Tsuitachi, Mick Tsuitachi, hư chưa hả, hư chưa hả, Mickey, đấy chứ nào? Đấy. Và thì đây, vừa mấy hôm trước rồi. Béo như thế này thôi. Mà hôm nay mới có mùng 4 thôi mà đã gầy dọc hết cả người thế kia hả Mickey? Đúng không? Vì Donald nói với Mickey như thế đúng không? Mới có mùng 4 thôi mà mày đã gầy dọc cả người thế kia. Vừa hôm qua hôm kia mày béo như thế mà. Mới có mùng 4 thôi đã gầy dọc người. Dọc. Dọc. Thì đọc này. Dọc. Dọc. Cạ. Được chưa nha? Hay. Dọc. Cạ. Được chưa? Các đọc của mình à? Dọc. Cạ. Được chưa? Hầu hết các mùng của chúng ta đúng không? Mùng 1 đến mùng 10 đúng không? Kết thúc bằng cạ là nhiều đúng không? Ngoài trừ Tsuitachi ra. Đấy nhỉ? Trừ Tsuitachi ra còn đâu kết thúc điểm bằng cạ hết. Được chưa? Ok. Hay, chúng ta cùng nhau đến với mùng 5. Mùng 5 thì thế nào? Chú chuột Mickey rủ Việt Donald đi siêu thị. Các bạn nhớ nhá. Và Việt Donald sẽ hỏi là đi chứ? Đi chứ? Ở đây chúng ta có từ itsu. Itsu. Trong tiếng Việt sẽ là khi nào? Y đấy nhé. Y chữ y bỏ chữ đờ đi. Còn itsu. Itsu là khi nào. Nó có nghĩa là khi nào nhé. Itsu có nghĩa là khi nào. Đúng không? Được chưa nào? Hay. Đi chữ à? Và Donald trả lời là khi nào? Khi nào? Itsu. Được chưa nào? Vậy thì Mickey sẽ nói là hay. Mùng 5. Itsuka. Itsuka. Được chưa? Itsuka. Nó bao giờ đi, khi nào, khi nào, khi nào. Mùng 5 Itsuka. Được chưa? Ok, vậy là nhớ được mùng 5 rồi đúng không nào? Tuy nhiên vào ngày mùng 6. Vào ngày mùng 6 thì thế nào? Việt Donald gì nhỉ? Đi đến chợ cá nên là gì nhỉ? Người toàn mùi cá. Mùi cá, được chưa nhỉ? Vậy thì mùng 6 là mùi cá. Được chưa? Mùng 6 là mùi cá. Chúng ta sẽ đọc biến âm đi một tí. Được chưa? Mùi cá thì là mùi cá. Được chưa? Mùng 6, mùi cả, nhớ chưa? Mùng 6, Việt Donald đi đến chợ cá, đúng không? Và về nhà thì người toán mùi cả. Được chưa? Mùi cả. Mùng 6, mùi cả. Thế được. Mùng 7. Mùng 7, mùi cá tanh quá. Thế là chú Mickey rủ chú Việt Donald đến siêu thị. À, đến bệnh viện. Đến bệnh viện để tẩy mùi cá đi. Mùng 7. Đúng không? Mùng 7. Dùng công nghệ nano để tẩy mùi cá. Được chưa? Dùng công nghệ nano. Các bạn biết công nghệ nano rồi đi. Nghe quen quen tai đúng không? Dùng công nghệ nano để tẩy mùi cá. Nhưng mà không được. Mùng 7
đến chỗ, đến gì nhỉ, đến bệnh viện để dùng công nghệ nano tẩy đi mùi cá, nhưng mà lại không được. Mùng 7 là gì nhỉ? Nano cả. Bạn nhớ nhá. Mùng 7 nano cả. Được chưa nào? Nano cả. Ok chưa? Dễ nhớ rồi đúng không nhỉ? Đấy. Mùng 8. Và không tẩy được nên là gì nhỉ? Vào ngày mùng 8, ngày hôm sau, đúng không nào? Ngày mùng 8 thì hai chú gì nhỉ? Đi mua, mua gì đây? Mùi yo, yomos, mùi yomos để làm gì? Để tẩy mùi cá đi, được chưa? Mùi yo. Yo, yo cả. Yo cả là mùng 8. Yo cả. Được chưa nào? Vậy là chúng ta đã học xong nhỉ? Một câu chuyện từ mùng 1 đến mùng 8 rồi đúng không nào? Hay chuyển sang câu chuyện mùng 9 đến 10 thì nó hơi khác đi một tí. Được chưa? Không liên quan gì đến Mickey và Donald nữa. Được chưa? Hay. Mùng 9. Đây là gì đây? Đây là Coco. Các bạn nhớ nha. Các bạn biết Coco không? Ừ, Coco rồi nhé. Hay. Mùng 9 là gì nhỉ? Coco no cả. Coco no cả. Thì các bạn tưởng tượng nhé. Coco là cùng một cô gái Coco này, nhưng mà Coco dương quá đấy, tim đấy, đúng không nào? Hay. No, no là không. No là không đúng không? Cả tức là không biết ăn cả. Coco không biết ăn cả. Đấy nhỉ? Hay. Mùng 9. Mùng 9 này, Coco không biết ăn cả. Coco không thích cả. Được chưa nhỉ? Coco không thích cả. Mùng 9 là như thế nào? Coco no cả. Coco no cả no cả. Đó, không cả không cả gì cả. Đúng nào? Coco no cả no cả, no cả no cả. Được chưa nào? Đấy, mùng 10. Mùng 10, tuy nhiên thật là đáng tiếc cho Coco. Mùng 10 gì đây? Hay. Coco nhỉ? Bị ép ăn một tô cả. Tô cả tức là một bát cả đấy, thấy chưa? Và hôm sau tô đấy không thích ăn cả đấy, nhưng mà lại bị ép ăn một hẳn một tô cả luôn. Đúng nào? Được chưa? Ok. Vậy là chúng ta đã nhớ xong được rồi đúng không nào? Ừ, nhớ xong được từ 1 đến 10. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại thôi. Hay, chúng ta nhau ôn lại nhá. Cuộc nói chuyện giữa gì nhỉ? Nói chuyện giữa Mickey và vịt Donald như thế nào? Mickey chửi vịt Donald nhỉ? Vịt Donald tức quá nói như thế nào nhỉ? Là cái này gì nhỉ? Mickey, đúng không? Hư chưa hả? Đúng không? Chửi ta chi, đúng không? Tiếp theo, ngày mùng 4. Mới có ngày mùng 4 mày đã cười. Mày đã gầy dọc cả người rồi. Dọc cạ, đúng nào? Dọc cạ. Tiếp theo, mùng 5. Hay, thì đấy. Mickey rủ vịt Donald đi đâu? Đi siêu thị, đúng không? Thì là rủ đi chứ, đúng không? Đi chứ đi. Đi chứ là khi nào, đúng không? Đi chứ là khi nào? Đi chứ, khi nào, đúng không? Tiếp theo. Và Mickey trả lời ngày mùng 5. Itsuka, đúng không? Mùng 5, itsuka. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo vào ngày mùng 6 thì thế nào đây? Đi chợ cá về. Vịt Donald đi chợ cá về, nhưng mà người toàn mùi cả. Ngày mùng 6, mùi cả. Mùi cạ, mùng 6, mùi cạ, mùi cạ. Đấy nhá. Mùng 7, đi đến bệnh viện, đúng không? Để làm gì? Dùng công nghệ nano tẩy mùi cá, được chưa? Mùng 8, yo, mùi yo mos để tẩy mùi cá, đúng không? Mùi yo mos để tẩy mùi cá. Mùng 8 là yo cạ, được chưa nào? Ừ, mùi yo mos tẩy mùi cá. Tiếp theo là mùng 9, Coco không thích ăn cá. Coco no cạ, đúng không? Coco no cạ, Coco không thích ăn cá, được chưa? Tuy nhiên mùng 10 thì thế nào? Bị bắt ăn gì? Đúng rồi, tô cạ. Xong rồi, ok. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta cùng nhau xem lại clip này một lần nữa và luyện tập. Và chúng ta sẽ nhớ mãi in hẳn trong đầu thông qua những cái câu chuyện rất là thú vị như thế này, phải không nào? Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới. Bye bye.